Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ các bạn ơi. Ok các bạn nha, thì cái tuần này trong game Tick Legend người quay lại chiến thì nó ra hai cái level mới, đó chính là 167 và 168 các bạn ơi. Ok các bạn nha, chiến luôn 167 nào. Ok, đầu tiên mình sẽ chơi chế độ normal, chế độ dễ nhất trước nha, xem tình hình thế nào các bạn ơi. Vì dạo này mình chơi không cần dùng trang phục nên là chơi nó rất chi là khó khăn, giống các bạn đấy. Chúng ta là người chơi hệ không cần trang phục anh em ơi. Cộng cho Sparta anh em ơi. Cộng với Sparta, mình cộng thủ và công cho Sparta. Nó mắc của mắc binh luôn anh em ơi. Nó mắc của mắc binh luôn. Đây, chặt chưa, khép chưa. Đây, ok chưa anh em ơi. Thêm một ván nữa. Trận này chơi full Sparta anh em, bảo có ăn được không. Mình nghĩ là chưa biết. Quánh mới biết được anh em ơi. Ok, xin full dân nha. Team bạn có trang phục này. Team bạn có trang phục bộ xương. À không, trang phục cái gì nhỉ, cái gì thì thời cổ đại anh em ơi. Ừ đúng rồi, mình thì chẳng có trang phục gì luôn. Ok các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ đào vàng nhá. Đào vàng cho đấy, đào vàng thật nhanh này. Đấy, ok. Con dê, đào vàng là con dê ơi. Đấy. Kinh, giờ mình chuyển kỹ thuật đào vàng mới các bạn ơi. Đào vàng kiểu này nó mới khét chứ. Không cần di chuyển dân đi các bạn ơi, chứ nó đẩy bình một phát là mình thả nó ra luôn, tiếp tục cho thanh niên khác đào luôn cho nó nhanh anh em ơi. Đấy, ok. Anh em thấy nhiều vàng à? Mắc của mắc vàng luôn. Ui, mình có 2 Sparta vàng này. Ôi, ảo đấy nhỉ. Hai Sparta vàng team bạn. Biết ngay mà team bạn kiểu gì nó có người khổng lồ. Mình có 2 Sparta vàng thì team bạn kiểu gì nó cũng có người khổng lồ. Sẽ làm mình xin được bao nhiêu dân được nha. Đôi 4, 6, 7, 8 dân. Mắc dân rồi các bạn ơi. Mắc có mắc dân rồi đấy. Ok, có 2 thanh niên Sparta vàng này để thủ rồi. Cộng Sparta lên. Mình thích Sparta anh em ơi. Các bạn có thích Sparta giống như BB không? Sparta ai cũng thích luôn đúng không các bạn ơi. Vì nó thể hiện cho cái sự chiến binh dũng cảm mạnh mẽ nhất. Các bạn đúng không? Chiến binh mạnh mẽ dũng cảm đây. Các bạn xem những chiến binh Sparta chưa? Úi giời ơi, quá giỏi luôn. Có mỗi 300 chiến binh Sparta mà đã chống lại cả mấy vạn quân luôn các bạn ạ. Đây là Sparta nó trở thành một cái biểu tượng gì đó rất là chất, rất là khét nha. Đấy, ok. Rồi nhưng mà bây giờ mình mới có 3 Sparta. Bọn chúng đi chơi full kiếm luôn anh em ạ. Được, bọn chúng có 3 thanh niên này nhìn ghê không? Ghê rồi. Ghê thật đấy. Bọn chúng có trang phục các bạn ơi. Nói nắp rồi. Chẳng vừa ngủ dậy xong nói nắp các bạn ơi. Xin thật nhiều Sparta ra. Ê, có vẻ hơi chậm chạp nha. Mình mới có 4 Sparta thôi. Tí nữa mình sẽ điều khiển Sparta vàng anh em ơi. Gần hết luôn. Sparta vàng mà mạnh lắm đấy đúng không các bạn. Mắc của mắc luôn. Thế nào tìm bạn nào. Rồi bây giờ mình nên ăn. Chắc chắc mình đã ăn được nó rồi các bạn ạ. Thề luôn, tuy nó có 3 cái thanh niên này thôi nhưng 3 thanh niên này cực kỳ mạnh nha. À, một chúng có tiếp cung rồi. Chết rồi, khép rồi anh em ơi. Một chúng đã có thêm cung rồi nha các bạn nha. Mình nghĩ mình sẽ lên tấn công luôn đi anh em ơi. Mình sẽ điều khiển thanh niên Sparta vàng này. Đúng rồi, đi lên. Lên. Lên nào. Đội quân Sparta mà sao phải ngán một chúng nuôi anh em. Sparta không ngán bất kỳ một đội quân nào hết nha các bạn nha. Rồi, bơi đây. Ui, phòng làm sao đây. Này thì nhận. Một thanh niên đã bị ra đi. Khi chúng ta tấn công vào đằng sau thì đương nhiên sẽ đau hơn các bạn ơi. Úi giời ơi, ui. Tấn công anh nha. Trời ơi. Ui, sao một chúng nắm kết nhỉ. Mình tưởng một chúng hết kiếm chi to rồi mà nó vẫn còn lại. Một phát đâm phi giá là một chúng đi luôn. Chạy tồn quần luôn. Ok, để xem nào. Bọn chúng có kêu gọi được người khổng lồ không? Nào bọn chúng có gọi được người khổng lồ không? Bọn chúng không biết sức mạnh của Sparta. Ui, chán. Khét đấy nhỉ. Chất quá các bạn ơi. Chất quá các bạn ơi. Ui, lang đun máy kìa. Ui, người khổng lồ nó ra nhiều quá, lang của cái máy kìa các bạn ơi. Kinh thật đây. Mình phải được kiểu Sparta vàng thôi. Làm nào. Ui giời ơi. Chỉ là mấy thanh niên tò mèo thôi các bạn ơi. Tò mèo thôi. Này thì hỗn này. Người khổng lồ với chúng tôi nè. Người khổng lồ với chúng tôi nè. Quá dễ dàng các bạn ơi. Quần này chắc là nếu mà các bạn nào mà chơi cộng chiến thuật Sparta này chúng ta là win chặt. Quần này chắc chắn win luôn anh em nha. Ok, quá dễ dàng. Đấy là chế độ normal các bạn ơi. Cũng tiếp là chế độ này sẽ khó hơn các bạn ơi. Đó chính là chế độ hạt đẹp anh em nha. Đấy, hạt đẹp thì nó mới khét anh em ơi. Tiếp tục nào. Trận này chơi gì đây anh em ơi. Trận này chơi người khổng lồ không. Đã thế mình chơi người khổng lồ luôn. Mắc có mắc binh luôn anh em ơi. Người khổng lồ và phù thủy đây. Chơi vậy cũng khác không anh em ơi. Người khổng lồ và phù thủy anh em ơi. Được đấy. Ui, cộng nhầm rồi. Đấy. Ok, trời ơi, 2 Sparta vàng đã được xuất hiện nha các bạn nha. Đấy. Mình đã bòn tiền các bạn ơi. Mình đã xin bòn tiền xin người khổng lồ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho một thanh niên Sparta vàng này lên các bạn ơi. Cần luôn.
thử xem sức mạnh của một Sparta vàng xem nào, hạ gục được bao nhiêu cái tên hoàng tử team bạn nha anh em nha. Nào, nào 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 nào, các em đâu rồi, các em đâu rồi, cân không, chơi không, chơi không. Wow, bọn chúng có 3 người khổng lồ các bạn ơi. Lên luôn. Ui, ui, wow. Một mình Sparta vàng này ở đây, cân hết luôn các bạn ơi. Được rồi. Phi giáo các thứ đi, phi giáo các kiểu đây. Trời ơi. Ui giời ơi, phi giáo 1200 đam các bạn ơi. Sparta vàng phi giáo 1200 đam. Chơi tàn nhưng mà yếu máu các bạn ơi. Yếu máu rồi. Đi thôi. Đừng làm thế người. Ôi ok. Nhưng Sparta vàng bị yếu máu rồi. Phi giáo 1200 đam luôn các bạn ạ. Sẽ thử xem là phi lại phát nữa. Nên nào. Hây, ok ha. Hây, phi giáo. Ui giời ơi, đi luôn rồi, nó đi luôn rồi các bạn ơi. Ui đừng. Ai ui, hết máu. Ui Sparta vàng hết máu rồi. Phi thêm quần giáo nữa đi luôn một thanh niên nữa các bạn ơi. Nhưng mà hết máu rồi, yếu rồi. Về nhà hồi máu thôi, bình tĩnh thôi. Sparta vàng mạnh quá các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Điều khiển Sparta vàng cũng fail. Phi giáo phát lại hồi giáo luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể phi được liên tục đấy. Khét đấy, chất đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ xin thêm một hàng người khổng lồ nữa rồi nha. Là 2 người khổng lồ đây, người khổng lồ sẽ từ đây đi ra anh em ơi. Mình đang đứng ở đây vậy để hồi máu cho Sparta các bạn ạ. 2 người khổng lồ rồi, ngon. Chuẩn bị thêm người khổng lồ nữa là 3 người khổng lồ nhá. Chiến luôn anh em nhá. 3 người khổng lồ. Siêu mạnh luôn anh em, chờ tí nha. Dần dần đạp vàng rất là mệt luôn các bạn ạ. Được. Chơi được anh em ơi. Ván này chơi được, không đến nỗi khó lắm đâu anh em ạ. Các bạn chắc là vượt qua hết rồi đúng không? Các bạn cứ anh chiến thuật ván đầu tiên chơi Sparta, ván thứ hai mình đang chơi khổng lồ, không biết có thắng hay không các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ thắng ấy, tỷ lệ thắng là cao anh em ạ. Thế nào? Hai người khổng lồ được xin ra anh em ơi. Let's go. Nhanh nào huynh ơi. Hay chúng ta đợi thêm một người khổng lồ nữa cho chắc chắn nha các bạn nha. Cho chắc chắn luôn này, chắc thắng luôn này. Sparta này mình quá yêu máu rồi, mình sẽ hy sinh Sparta luôn anh em ơi. Hy sinh luôn các bạn ơi. Ê, nó mới chất chứ, nó mới khét chứ anh em ơi. Úi dồi. Nào. Con nào. Kìa, đứng lại con. Ui, chết rồi. Ôi, thôi. Trời ơi, nó bị vấp ngã các bạn ơi, vấp cái cục đá ở ven đường, đâm ra là cụ đi rồi. Trời ơi, lên luôn nào. Ăn được, mình sẽ điều khiển Sparta anh em nha. Lần này có người khổng lồ ở bên trên đỡ đam cho thì ngại gì vết bẩn đâu các bạn ơi. Không ngại gì vết bẩn đâu. Wow. Mình sẽ điều khiển Sparta vàng nha cho nó khét. Ui, nó đang bắn nè. Đang bắn người khổng lồ mình nè. Ui, nó cùng bắn ăn phết nhỉ. Này thì hộ này. Ôi giời ơi, một ván vi giáo cụ đi luôn anh em ạ. Tim bạn chạy tuần quần luôn, không thể nào mà ăn được. Nào hồi giáo này đi Sparta ơi. Sparta vàng hồi giáo rồi, có giáo rồi. Trời ơi. Nào. Đây. Anh phi một quả giáo. Đi quả giáo mất bao nhiêu tiết luôn. Đấy. Đi ra này lại đi vào. Ôi anh em ơi, bình tĩnh nha. Căng ấy. Ui, đồng ấy. Đồng ấy. Lên đây. Đồng con sơi bơi vào đây, mình sẽ dùng người khổng lồ mình dập cho nó phát anh em ơi. Hai người Sparta vàng phi giáo tiếp. Ui giời ơi, cái chú này có cái tuổi luôn này, đánh loạn hết đi các bạn ơi. Loạn hết luôn này, khổng lồ mình quá mạnh mà. Rồi, sao, cái chú tuổi gì các bạn ơi. Ui, cái chú ngủ thủy đấy các bạn ơi. Ai chà khét đây các bạn ơi, chú ngủ thủy này thì chết rồi. Biến rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi. Đi rồi. Ui, sao chúng gọi nhiều quân cứu viện thế. Ui, tưởng dễ ăn anh em ơi. Rút quân. Tưởng dễ ăn các bạn ơi, không ngờ khó ăn rồi. Chết rồi, khét rồi anh em ơi. Khét rồi các bạn ơi. Được đấy, chết đấy. Ok, bọn tôi ra. Đập cho nó phát. Một hit là bạn đi luôn. Đến đây mà chơi đi, đến đây. Chết thua anh em ơi. Quân này cũng yếu lắm rồi đấy. Ui, dân của mình ra, không làm gì của chúng này. Ui, chúng nó giết quân của mình kìa, giết dân của mình kìa. Ai cho mình giết dân của ta. Đến hôm nay. Ui người khổng lồ bây giờ không giận được nữa. Chết rồi, còn đứng đâu ấy. Trời ơi. Lên. Ôi tấn công, chết được con phù thủy đi. Ai có con phù thủy đi các bạn ơi. Con phù thủy này vì hơi bị nhợt đấy. Vì nghĩ là mình có thể sống được sao đấy phù thủy ơi. Rồi người khổng lồ mình vẫn còn rất là nhiều máu các bạn ơi. Ôi chết, con phù thủy này trông các bạn ạ. Này thì mình người khổng lồ mình đang gánh tim các bạn ơi.
cố lên nào anh em ơi, cố lên nào, cố lên nào, thế nên người khổng lồ sắp chết rồi. Rồi ok, giết được con thủy nó cũng đỡ no các bạn ơi, giết được con thủy nó cũng đỡ no, xin thêm dầu bắn tay nào. Ui, no, ui, cay thế rồi, cay dã man rồi các bạn ạ. Mấy con cung này nó hạ gục mình luôn đấy mà. Người khổng lồ cũng không đáng được các bạn ơi. Buồn quá. Được à, team bạn này khỏe đấy. Đầu tiên thì cái chế độ normal thì nó dễ các bạn ơi, nhưng mà về sau nó khó phết đấy. Ok các bạn nha, thì chắc có lẽ cái video của mình sẽ được tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip của Nhân BB các bạn ơi. Các bạn nếu thứ hai nhớ ủng hộ Nhân bằng cách ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Còn nói thật đấy các bạn nha, mấy cái tên khổng lồ này mình sẽ tiêu diệt bọn chúng ở video sau nha các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người. Ok.